Hello, 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 hello. Nói chung là hôm nay mình đang hơi chán một chút xíu nên là mình quyết định sẽ làm tutorial về những kiểu tóc hai mái mà các bạn chưa từng được biết và có thể đã biết rồi nhưng chưa biết tên. Đây là kiểu tóc đầu tiên, chị Ba Wim. Hình như bên cao bên thấp rồi, hơi kệ đi. Kiểu tóc thứ hai của chúng ta rất là đậm chất truyền thống, các bạn thấy từ rất xa xưa rồi. Và kiểu tóc này có khả năng che khuôn mặt của mình, che hai bên gò má này, thấy không? Đó, để nó tạo thành một đường V-line, rất là tung tăng ở đây, nó che hai cái gò má cao của mình. Đó, đẹp không? Ta-da! Kiểu tóc thứ ba của chúng ta là cánh én đón gió. Mẹ thấy đẹp không? Hồi xưa má mình hay buộc cho mình vậy đi học lắm nè. Tên làm nhớ tuổi thơ quá đi. Trời ơi, không biết kiểu này cái kiểu gì luôn, nhìn như là hai cái muối mít ở trên đầu vậy. Nhưng mà này nó làm cho mình nhớ tới cái phim Tây Du Ký á, mà trong đó có mấy cái con rồng ở dưới nước đó, cái thủy tề thủy quái gì đó. Đó, họ buộc tóc vậy đúng không? Sau này hả râu ria này nọ giống con rồng. Nhìn dễ cũng dễ thương bộ, đúng không? Đến Tây Du Ký chúng ta có Na Cha. Chiu. Trời dễ thương bộ. Mà sao cái bên phải mà nó cũng đẹp hơn cái bên trái á ta. Là kiểu tóc thứ 5 của mình. Là bên đây nó cũng sệ sệ, nó rất như sắp chết vậy. Thấy không? Tươi sáng. Tan. Không biết còn kiểu nào nữa ta. Hai mái nè. Giờ để cái gì ra cho. Bột chay xuống đây. Một nơ đi cũng được. Nãy giờ mình nghĩ qua không thấy kiểu gì hay hết. Ôi, ra được mà giặc trầu tên tên. Thôi không làm clip nữa đâu, trời ơi, xong rồi nha. Bye bye.